những thông tin hữu ích để phòng ngừa đột quỵ, bệnh tim mạch, ung thư, bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh cơ xương khớp, bệnh viêm gan, bệnh về hô hấp, hen suyễn, bệnh dạ dày, đường ruột. Những thắc mắc lo lắng về sức khỏe cần được tư vấn. Mời quý vị đón xem chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng được live stream từ 20 giờ đến 20 giờ 45 thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 năm 2023 trên kênh fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Quý khán giả có thể đặt câu hỏi với chuyên gia y tế trên trang fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, hoặc gọi điện thoại về số 0913 333 414 để được tư vấn trực tiếp. Đặc biệt, sẽ có hai phần quà hấp dẫn dành cho khán giả có câu hỏi hay ở mỗi chương trình. SIS Việt Nam, cứu tinh cho bệnh nhân đột quỵ. SIS Việt Nam, vì một cộng đồng khỏe mạnh. Khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng kỳ thứ 45, chương trình do phòng truyền thông của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ thực hiện. Thưa quý vị khán giả, chảy máu não dưới màng cứng hay còn gọi là tụ máu não dưới màng cứng mãn tính là tình trạng tụ máu não. Căn bệnh này thường gặp ở những người lớn tuổi sau chấn thương hoặc là va chạm ở vùng đầu, và bệnh thường có những cái diễn tiến rất là chậm, cho nên là chúng ta thường dễ bị bỏ qua hoặc là nhầm lẫn với lại những bệnh lý khác. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề chảy máu não muộn dưới màng cứng ở người lớn tuổi, những điều cần biết. Và hy vọng rằng là những nội dung mà quý diễn giả của chúng tôi sắp chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp ích cho quý vị khán giả có thêm những cái thông tin thật hữu ích về căn bệnh này, để từ đó có thể chủ động phòng ngừa được tốt hơn và điều trị được tốt hơn. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị diễn giả sẽ tham gia tư vấn trong chương trình. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Nhật Thái, phó khoa ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Xin chào bác sĩ Thái ạ. Xin chào MC Kim Đồng, xin chào quý khán giả đang xem qua fanpage của Bệnh viện SIS Cần Thơ. Vâng, và xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Tôn Nữ Thị Điểm, bác sĩ điều trị khoa ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Xin chào bác sĩ Điểm ạ. Dạ, xin chào quý vị khán giả và xin chào bác sĩ Thái và MC Kim Đồng. Vâng, và thay mặt những người thực hiện chương trình thì Kim Đồng xin được gửi lời cảm ơn đến hai vị bác sĩ đã dành thời gian quý báu của mình đến tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hiện đang được phát sóng trực tiếp trên các trang fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, Phòng khám Đa khoa Quốc tế SIS Đà Nẵng và SIS Charity Foundation, Quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và Kim Đồng cũng hy vọng rằng là chương trình ngày hôm nay sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình có thể hiểu đúng hơn về căn bệnh này, để từ đó có thể an tâm sống khỏe. Và Kim Đồng cũng xin nhờ quý vị khán giả là ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi chia sẻ và lan tỏa livestream này, bởi vì Kim Đồng tin rằng là đối với những kiến thức thông tin về chủ đề ngày hôm nay sẽ rất là cần thiết cho cộng đồng của chúng ta. Và trong suốt thời lượng phát sóng chương trình, nếu như quý vị có những thắc mắc hoặc là băn khoăn nào thì đừng ngần ngại, hãy đặt câu hỏi trực tiếp cho chúng tôi trong phần bình luận dưới bài viết này, hoặc gọi điện thoại vào số hotline chương trình 0913 333 414. Và cũng đừng quên rằng là cuối chương trình còn có phần câu hỏi dành cho khán giả may mắn, và nội dung câu hỏi thì sẽ xoay quanh những cái nội dung mà bác sĩ chúng tôi sắp chia sẻ đây ạ. Vì vậy là quý vị hãy cùng theo dõi đến cuối chương trình nhé. Chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng. Và kính thưa quý vị, trước khi đi vào phần tư vấn của bác sĩ thì Kim Đồng xin phép được điểm nhanh qua một số thông tin về tình hình cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ trong tuần qua. Trong tuần qua, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ đã cấp cứu cho 396 trường hợp, trong đó có 174 trường hợp đột quỵ. Số ca đột quỵ do nhồi máu não là 144 ca, chiếm 83%, 30 ca xuất huyết não, chiếm 17%, tỷ lệ giờ vàng là 24%, số ca nhồi máu cơ tim là 16 ca, số ca tử vong là 0 trường hợp. Chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng. Quý khán giả
bạn đang theo dõi chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng kỳ thứ 45 với chủ đề chảy máu não muộn ở người lớn tuổi, những điều cần biết. Và một câu hỏi đầu tiên thì Kim Đồng xin phép được nhờ bác sĩ Thái có thể giải đáp giúp là chảy máu não muộn ở dưới màng cứng là căn bệnh như thế nào ạ? Xin chào MC Kim Đồng và xin chào quý khán giả đang xem đài. Tình trạng chảy máu não muộn dưới màng cứng ở người lớn tuổi là tình trạng máu chảy trong hộp sọ dưới màng cứng và ngoài nhu mô não. Cái lượng máu tích tụ dần dần, quá trình hình thành máu tụ có thể từ lúc bắt đầu đến lúc mà có biểu hiện triệu chứng thông thường là từ 2 đến 3 tuần. Đôi khi có những trường hợp có thể xuất hiện sau vài tháng, nên nó được gọi là một cái tình trạng chảy máu não, tụ máu dưới màng cứng mãn tính, và điều đa phần là bệnh lý này lại gặp trên những bệnh nhân có độ tuổi khá cao, đó là trên 60 tuổi. Chính vì vậy là chúng ta đã thấy cái tiêu đề hôm nay đó là chảy máu dưới màng cứng muộn ở người lớn tuổi, và đa phần cũng có liên quan đến vấn đề có chấn thương của vùng đầu, và một số trường hợp chỉ cần một va chạm nhẹ vùng đầu cũng có thể gây ra tích tụ và hình thành cái máu tụ như mình đã nói trên. Xin hết. Vâng, cảm ơn bác sĩ Thái ạ. Và kính thưa quý vị khán giả, khi chúng ta nghe đến cái chủ đề ngày hôm nay là chảy máu não muộn dưới màng cứng ở người lớn tuổi, những điều cần biết. Và khi nghe đến tên chủ đề này thì quý vị khán giả có thể thấy rằng là nhóm đối tượng dễ mắc phải căn bệnh này là những người lớn tuổi, đúng không ạ? Và Kim Đồng cũng như là quý vị khán giả cũng muốn biết thêm là ai sẽ là đối tượng có nguy cơ dễ mắc phải căn bệnh này ạ? Cũng nhờ bác sĩ Điểm có thể lý giải thêm về điều này ạ. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của MC Kim Đồng. Thì để nói về cái máu tụ dưới màng cứng mãn tính ở người lớn tuổi thì đầu tiên là phải nói về cơ chế. Thì giữa cái hộp sọ với cái não của người ta thì sẽ có cái mạch máu còn gọi là tĩnh mạch cầu. Thì đối với người lớn tuổi, khi mà cái não teo lại thì cái tĩnh mạch này nó có thể bị căng giãn. Rồi người lớn tuổi thì cái mạch máu dễ xô vữa, thì cái mạch máu này nó sẽ dễ bể hơn so với đối với những người trẻ tuổi. Đồng thời là đối với người lớn tuổi thì sẽ có sử dụng thuốc chống đông khi mà có bệnh lý về mạch máu não, mạch máu tim. Thì khi mà cái mạch máu cầu, tĩnh mạch cầu trên nó vỡ thì nó sẽ gây ra cái chảy máu rỉ rả, sẽ tạo nên cái máu tụ dưới màng cứng mãn tính. Đặc biệt là đối với khi mà những người lớn tuổi bị va chạm vào vùng đầu thì các đối tượng mà bị máu tụ dưới màng cứng mãn tính thì cũng có những đặc điểm tương tự với người lớn tuổi, như là đối với những người nghiện rượu thì khi nghiện rượu thì cái rượu nó làm cho cái não nó teo sớm hơn so với những người bình thường. Rượu nó sẽ làm cho cái rối loạn đông máu bị ở những người bị nghiện rượu thì sẽ bị rối loạn. Rồi những người nghiện rượu thì hay say xỉn thì sẽ dễ bị té ngã hơn so với người bình thường. Đối tượng tiếp theo đó là những người mà bị va chạm vào vùng đầu thì sẽ bị vỡ cái tĩnh mạch cầu, thì cũng tạo nên cái máu tụ dưới màng cứng mãn tính. Và cuối cùng là đặc biệt là những người mà bị một cái dị dạng mạch máu não ở vùng màng não, thì khi mà nó bị bể ra thì nó chảy rỉ rả trong thời gian kéo dài thì nó cũng tạo nên một cái máu tụ dưới màng cứng mãn tính. Dạ, xin hết nè. Vâng, cảm ơn những thông tin vừa rồi của bác sĩ Điểm ạ. Như vậy thì nguyên nhân gây ra máu tụ dưới màng cứng mãn tính là gì ạ, thưa bác sĩ Thái? Thì về cơ chế thì bác sĩ Điểm cũng vừa nói qua vấn đề người lớn tuổi thì cái vấn đề não có thể teo đi và mạch máu dễ vỡ. Đó là một trong những cái yếu tố nguy cơ. Và nguyên nhân thì đa phần những trường hợp chảy máu não muộn dưới màng cứng thì đều có đa phần đều có cái tiền sử, một cái tiền sử về chấn thương vùng đầu. Có thể khi bệnh nhân vào viện với mình, lúc đó tình trạng của người bệnh có thể chưa không có tỉnh táo hẳn. Lúc đó khi đôi khi khai thác cũng sẽ khó khăn trong vấn đề khai thác bệnh sử, và sau khi bệnh nhân được phẫu thuật
và được giải quyết cái khối máu tụ xong thì người bệnh tỉnh táo lại và mình có thể khai thác lại vấn đề da chạm. Và thường là sẽ có những cái da chạm vùng đầu đối với những trường hợp mà máu tụ mãn tính, là đó là một nguyên nhân đầu tiên và đa phần chiếm đa số trong những nguyên nhân khác. Và cũng như bác sĩ Điểm vừa nói đó, là cái vấn đề đối với những bệnh nhân về nghiện rượu thì cái chức năng đông máu sơ gan, chức năng đông máu của bệnh nhân bị rối loạn và tình trạng đó dễ chảy máu khi mà có da chạm vùng đầu. Và những một số nguyên nhân về bệnh nhân sử dụng thuốc kháng đông để điều trị những bệnh lý khác của người lớn tuổi, ví dụ như là một bệnh nhân cao huyết áp, tiểu đường, sơ vữa mạch máu thì có thể sử dụng những cái thuốc kháng kết tập tiểu cầu để phòng ngừa cái đột quỵ. Và những bệnh nhân mà đã đặt những cái stent của tim, của não thì đôi khi cũng có sử dụng những cái thuốc kháng đông, kháng tập tiểu cầu, thì nó là cũng là một trong những cái khi bệnh nhân theo dõi không sát thì quá trình rối loạn đông máu của bệnh nhân kéo dài có thể làm cho ảnh hưởng đến vấn đề gây ra những cái bệnh rối loạn về chảy máu và tụ máu dưới màng cứng mãn tính. Một số nguyên nhân có thể ít gặp hơn đó là vấn đề về dị dạng mạch máu não, có thể như là dị túi phình hoặc là những cái búi dị dạng, có thể chảy máu rỉ rả và tích tụ dần hình thành những cái khối máu tụ dưới màng cứng. Một nguyên nhân có thể kể đến là u não xuất huyết rỉ rả thì nó cũng là hình thành. Thì những nguyên nhân đó mình có thể khi mà mình qua những cái chẩn đoán hình ảnh thì mình có thể phát hiện được những nguyên nhân kèm theo. Thì ở trên đó là trên đây là những cái nguyên nhân mà thường gặp đối với những gây ra một bệnh cảnh là máu tụ dưới màng cứng mãn tính đối với người lớn tuổi. Cảm ơn những thông tin của bác sĩ Thái ạ. Và thưa bác sĩ Điểm, như vậy thì nhà bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về những cái triệu chứng và dấu hiệu của căn bệnh máu tụ dưới màng cứng mãn tính là gì ạ? Và mãn tính và cấp tính thì nó có khác nhau không thưa bác sĩ? Cảm ơn câu hỏi của MC Kim Đồng. Thì đầu tiên nói về mãn tính ở đây thì cái được định nghĩa đó là cái từ thời gian mà máu chảy cho tới lúc mà được chẩn đoán là thời gian nó sẽ phải hơn 3 tuần. Thì trong thời gian đó thì cái lượng máu nó chảy rỉ rả cho nên các triệu chứng của bệnh nhân thường khá là mơ hồ. Nhưng mà có thể có các triệu chứng mà thường gặp nhất đối với người bị máu tụ dưới màng cứng mãn tính, đó là đầu tiên là phải kể đến đó là đau đầu. Thì có thể đau đầu mà đau đầu nhẹ nhẹ, đau đầu uống thuốc thì giảm. Uống thuốc giảm đau thì giảm, rồi sau đó thì đau đầu nhiều hơn. Các triệu chứng khác có thể là buồn nôn, nôn, đặc biệt là có thể lú lẫn đối với người lớn tuổi. Các triệu chứng về rối loạn hành vi và hiếm gặp hơn là có thể bị quan tưởng, ảo giác. Và khi mà cái lượng máu tụ ở trong não nó tích tụ nhiều hơn thì bệnh nhân có thể có bị méo miệng, nói đớ, bệnh nhân có thể bị yếu tay, yếu chân. Có thể bị co giật, động kinh. Và khi mà diễn tiến nặng nhất thì bệnh nhân có thể rơi vào lơ mơ, hôn mê. Thì nói về tuy nhiên các triệu chứng trên đó thì nó sẽ diễn tiến một cách chậm chậm, từ từ. Còn đối với máu tụ dưới màng cứng cấp tính thì được định nghĩa đó là từ lúc máu chảy trong 3 ngày đầu tiên. Trong 3 ngày đầu tiên khi máu chảy thì cũng tùy vào cái lượng máu mà nó chảy ở dưới màng cứng thì bệnh nhân có thể có triệu chứng hoặc là không. Khi mà cái lượng máu nó nhiều, nó chèn ép cái não nhiều thì bệnh nhân sẽ đau đầu nhiều, bệnh nhân có thể nôn ói vọt, bệnh nhân có thể bị yếu tay, yếu chân, rơi vào hôn mê. Thì đối với máu chảy dưới màng cứng cấp tính, bệnh nhân sẽ phải được điều trị một cách mà phải gọi là cấp cứu để giúp được bệnh nhân ra khỏi cái tình trạng đó sớm nhất. Nếu không thì tiên lượng nó sẽ rất là xấu. Dạ, xin hết nè.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Điểm ạ. Thưa quý vị khán giả, gần đây thì thời gian qua thì Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ đã có tiếp nhận những cái trường hợp là người lớn tuổi bị tình trạng là tụ máu dưới màng cứng, và nguyên nhân phần lớn cũng là do là trước đó người bệnh bị té ngã, va chạm ở vùng đầu và không có biểu hiện rõ ràng. Cho nên là ngay sau đây thì mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi theo dõi những ghi nhận của ekip chương trình qua đoạn video ngắn sau. Tình trạng là như ông cụ bị té mà dạng như mình té bật ngửa ra ngoài sau á, rồi cũng có đi bệnh viện đồ nằm, nhưng mà đi bệnh viện tỉnh nó khám thì nó nói là cũng như là có xuất huyết máu trong não một ít thôi, nhưng mà nó sẽ trị hết. Rồi nằm ở đó khoảng chừng 10 ngày về là xuất viện về khoảng một tháng sau là bắt đầu ông cụ có những triệu chứng là bị yếu tay yếu chân đồ đó, rồi đi đứng không được, rồi thấy gì rồi thôi mới chuyển ông cụ lên trên đây. Đúng mà, thì ổng cũng còn tỉnh nhưng mà tay chân đồ là có một bên là không cử động được. Sau khi chụp MRI xong thì bác sĩ có nói là hai bên cái sọ của ông cụ á, nó có nhiều máu bầm, nó chèn ép cái não của ông cụ, nó bởi vì nó mới gây ra cái triệu chứng là bị tê liệt một bên. Từ ngày nhập viện vô đây đến nay là cũng khoảng 9 ngày rồi. Mà sau khi mà đã mổ xong đó thì ông cụ đã hoàn toàn bình phục khoảng 80%. Nói chung là tay chân đều là cử động lại bình thường. Nhân đây là một trường hợp mà bệnh nhân trên 80 tuổi vào viện cũng vì lý do là yếu, tê và yếu nửa người bên trái. Sau khi qua thăm khám thì bác sĩ phát hiện là một cái chảy máu dưới màng cứng khá là điển hình, và tiền sử thì bệnh nhân có một cái va chạm vùng đầu cách đây khoảng một tháng. Thì sau khi xem xét tất cả các về bệnh sử và cái hình ảnh CT và MRI thì bệnh nhân có chỉ định mổ để lấy máu tụ. Trong trường hợp này thì trước khi mổ thì bệnh nhân đã liệt hoàn toàn tay và chân bên trái, có những biểu hiện như là quên hay kích thích. Và sau khi mình phẫu thuật được ngày thứ hai thì tay và chân bên trái có thể nhấc lên khỏi giường, và bệnh nhân có giảm những cái triệu chứng về tri giác so với trước mổ. Thì qua trường hợp này thì nó cũng là một trường hợp điển hình của một cái chảy máu muộn đối với những người trên 60 tuổi, và những đôi khi là một cái va chạm rất là nhỏ và nhẹ vào vùng đầu. Bệnh nhân có thể không có để ý tới một cái vấn đề là nó xảy ra một cái chảy máu muộn. Thì qua cái trường hợp này thì cũng xin khuyến cáo với bà con, trường hợp mà có người lớn tuổi, người già, khi mà có một cái va chạm vùng đầu thì mình sẽ phải theo dõi sát người bệnh, và khi có bất kỳ triệu chứng nào về nghi ngờ mình sẽ cho bệnh nhân tới bệnh viện để kiểm tra tổn thương của não khi cần, và những theo dõi có thể kéo dài tới khoảng 3 đến 4 tháng sau một cái chấn thương vùng đầu. Thì đối với những trường hợp chấn thương đầu tới sớm hoặc muộn thì mình có thể kiểm tra qua cái cận lâm sàng như là chụp các lớp vi tính sọ não và chụp MRI não và mạch máu não. Thì hiện tại bệnh viện có máy chụp các lớp vi tính 128 lát và hệ thống CT photon, cũng như cái về MRI thì mình có cái ba cái máy MRI 3 Tesla. Qua cái MRI thì mình có thể khảo sát luôn hệ thống mạch máu để loại trừ những tổn thương về mạch máu và những bệnh lý kèm theo đối với những trường hợp chấn thương đầu. Chung này cũng cảm ơn các ekip của Bệnh viện Đa khoa ở đây đã tận tình cứu chữa cho ông già kịp thời, ông qua khỏi cơn nguy kịch. Phải cảm ơn bác sĩ nhiều, bây giờ
bác sĩ trong nội là khoa là nó cũng rất mấy cuộc sống với con họ nói tội khó chịu quá trời. Hãy theo dõi kênh YouTube Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ để theo dõi những video bổ ích về phòng ngừa đột quỵ. Quý khán giả đang theo dõi chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng kỳ thứ 45 với chủ đề chảy máu não muộn ở người lớn tuổi, những điều cần biết. Và qua đoạn video ngắn vừa rồi thì quý vị khán giả có thể thấy là một trường hợp rất là hy hữu và may mắn đúng không ạ? Và một câu hỏi mà Kim Đồng cũng như là rất nhiều quý vị khán giả cũng mong muốn được giải đáp là tụ máu não dưới màng cứng mãn tính thì có dễ nhầm lẫn với những bệnh lý khác không? Và chúng ta cần phải phân biệt nó ra sao ạ, thưa bác sĩ Thái? Cảm ơn câu hỏi của MC Kim Đồng. Từ đầu chương trình đến giờ mình đã nói đến vấn đề chảy máu não muộn dưới màng cứng, đó là quá trình hình thành và tích tụ dần dần. Thì khi mà cái thể tích máu tụ nó chưa đủ lớn, chưa đủ để chèn ép cái não để gây triệu chứng, thì triệu chứng đối với trường hợp những thời điểm đó thì nó đa phần là nó khó chẩn đoán, có những khi triệu chứng rất là mơ hồ và đa dạng. Một số trường hợp là chỉ biểu hiện về cái đau đầu thôi, thì đôi khi bệnh nhân uống thuốc giảm đau nó lại bớt, thì người bệnh có thể nghĩ là một cái đau đầu lành tính hoặc là một cái trường hợp viêm son nào đó. Và một số triệu chứng như là bệnh nhân có thể bị ăn uống kém, nôn ói, thì đôi khi có thể nhầm lẫn với một cái trường hợp rối loạn tiêu hóa. Và một số triệu chứng khác như là bệnh nhân có thể bị chóng mặt, đi đứng không vững, thì những trường hợp như vậy thì mình cái người dân của mình có thể nghĩ là một cái đôi khi là một cái rối loạn tiền đình, nên có thể làm cho chậm trễ quá trình chẩn đoán, mình có thể chẩn đoán chậm hơn hoặc là trễ hơn. Và tới những khi mà cái một số trường hợp và cách đây cũng vài tháng thì có một trường hợp, một cái anh đó đang làm ở Bình Dương, thì có dấu hiệu là nói năng lung tung không đúng, thì người nhà kéo dài đâu khoảng 5-7 ngày thì người nhà đưa về quê ở Cà Mau đó để xem xét để dưỡng bệnh, thì nghĩ là anh này bị rối loạn tâm thần. Thì khi mà về tới dưới Cà Mau thì anh này bắt đầu biểu hiện cái triệu chứng rõ lên, đó là bệnh nhân bắt đầu có những cái yếu liệt tay chân và lơ mơ mê hơn. Thì lúc đó thì người nhà tức vừa mới về tới Cà Mau là tức tốc quay trở lại đưa vào bệnh viện hết. Và bệnh nhân lên tới bệnh viện thì có dấu hiệu đã hôn mê, nên bệnh nhân đã được mổ cấp cứu. Và sau mổ thì bệnh nhân phục hồi hoàn toàn và trí nhớ trở về như bình thường. Thì đó là một cái biểu hiện cũng khó chẩn đoán. Và khi những triệu chứng và khi thể tích máu tụ nó đã lớn, đủ lớn để làm tăng áp lực trong não, để có thể chèn ép những cái vùng chức năng, thì nó sẽ biểu hiện rõ ra triệu chứng như là liệt mặt, nói khó, yếu nửa người, thì nó là một dạng của giống như là nó là một dạng của đột quỵ. Nhưng mà tình trạng này là một tình trạng là đột quỵ do chảy máu, không phải là đột quỵ do nhồi máu, nên những trường hợp như vậy mình không sử dụng những cái thuốc mà tan máu đông, và mình phải điều trị bằng cách là loại bỏ cái khối máu tụ. Xin hết. Vâng, cảm ơn những thông tin rất là hữu ích của bác sĩ Thái ạ. Và thưa bác sĩ Điểm, như bác sĩ Điểm lúc nãy vừa có chia sẻ thì căn bệnh này có rất là nhiều dấu hiệu. Như vậy thì hiện nay tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ thì có những cái phương tiện nào để giúp chúng ta chẩn đoán chính xác cho người bệnh ạ, thưa bác sĩ Điểm? Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, thì tại Bệnh viện SIS Cần Thơ chúng tôi thì hiện tại có các phương tiện để chẩn đoán bệnh lý
máu tụ dưới màng cứng mãn tính là bao gồm chụp các lớp vi tính sọ não hay còn gọi đó là chụp CT não đó. Và cái phương tiện thứ hai đó là về MRI sọ não. Thì đối với những phương tiện này thì sau khi chụp phim xong thì sẽ thấy được cái hình ảnh khối máu tụ hình liềm nằm ở một bên của bán cầu đại não, hoặc là thỉnh thoảng thì vẫn sẽ gặp trường hợp là ở hai bên. Còn đối với những bệnh nhân mà có trẻ tuổi hoặc là bệnh nhân mà bị máu tụ dưới màng cứng mãn tính tái đi tái lại nhiều lần thì chúng tôi sẽ có thể cho bệnh nhân chụp một cái phim gọi là cắt lớp vi tính mạch máu não, dựng hình lên cái mạch máu não để tìm xem những bệnh nhân đó có cái dị dạng mạch máu ở vùng não mà gây ra cái máu tụ dưới màng cứng mãn tính hay không. Dạ xin hết. Vâng, cảm ơn bác sĩ Điểm ạ. Và thưa quý vị khán giả, khi chúng ta đã tìm được nguyên nhân, chẩn đoán chính xác được bệnh thì bước tiếp theo thì chúng ta cần phải là nhanh chóng điều trị, đúng không ạ? Như vậy thì cũng nhờ bác sĩ Thái thông tin cho quý vị khán giả cũng như là Kim Đồng được biết rõ hơn về những cái phương pháp để mà điều trị cho bệnh nhân tụ máu dưới màng cứng là gì ạ? Và tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ thì điều trị có hiệu quả ra sao ạ, thưa bác sĩ Thái? Cảm ơn câu hỏi của MC Kim Đồng. Thưa quý khán giả, thì đối với cái mình đã nói là cái máu tụ thì nguyên tắc đầu tiên của điều trị đó là làm sao mình sẽ loại trừ được cái khối máu tụ đó, thì trên nguyên tắc là vậy. Tuy nhiên mình cũng dựa vào nhiều yếu tố để mình đưa ra những cái phương án điều trị tốt nhất cho người bệnh. Thì đối với những cái khi mà mình có những cái đối với bệnh nhân triệu chứng không nhiều, ít và có khi không có triệu chứng gì mà thể tích cái bề dày cái khối máu tụ dưới 10mm là dưới 1cm thì mình có thể xem xét là mình sẽ điều trị bằng về triệu chứng giảm đau, và có một phương pháp nữa là có thể mình sẽ can thiệp bằng đường mạch máu lên để mình tắt cái nhánh động mạch màng não giữa. Và hiện tại bệnh viện cũng đã làm vài chục trường hợp về những trường hợp máu tụ mà mức độ vừa thì cho thấy cũng khá là hiệu quả. Và trường hợp thứ hai khi mà có máu tụ lớn và bệnh nhân có triệu chứng, bắt đầu có triệu chứng, thì đối với những trường hợp mà bệnh nhân có thay đổi chi giác thì bắt buộc mình phải phẫu thuật cấp cứu để loại trừ cái khối máu tụ và cứu lấy tính mạng bệnh nhân. Mặc dù trường hợp mình gọi là máu tụ mãn tính, tuy nhiên những cái trường hợp như vậy thì nó cũng là một cái trường hợp gọi là giống như là một cái trường hợp chấn thương sọ não cấp tính. Tuy nhiên do cái quá trình hình thành máu tụ đó chậm nên cái tiên lượng của cái máu tụ dưới màng cứng mãn tính thường là nó sẽ nhẹ hơn một cái trường hợp chấn thương sọ não cấp tính, và cái tỷ lệ tử vong và tiên lượng cũng tỷ lệ tử vong cũng thấp hơn nhiều so với những trường hợp mà máu tụ dưới màng cứng cấp tính. Và đối với những trường hợp mà cái máu tụ mà nó có nhiều triệu chứng ít, và bệnh nhân đa phần là những bệnh nhân mình gặp là bệnh nhân lớn tuổi có rất là nhiều bệnh kèm theo, thì mình phải kiểm soát những cái bệnh lý nội khoa tốt nhất có thể. Và đôi khi bệnh nhân có sử dụng những cái thuốc mà có thể gây ảnh hưởng tới quá trình đông máu thì mình phải xem xét cân nhắc là ổn định và phải chờ thời gian để cho cái quá trình đông máu bệnh nhân ở trạng thái tốt nhất, thì khi đó cuộc mổ sẽ an toàn nhất. Thì hiện tại thì ở bệnh viện đã thực hiện nhiều hai cái phương án là mình có thể phẫu thuật và can thiệp nội mạch để điều trị cái máu tụ dưới màng cứng mãn tính như đã nói trên. Xin hết. Vâng, cảm ơn những thông tin vừa rồi của bác sĩ Thái ạ. Chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng. Quý vị
khán giả đang theo dõi chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng kỳ thứ 45 với chủ đề chảy máu não muộn ở người lớn tuổi, những điều cần biết. Và ngay sau đây là phần tư vấn câu hỏi dành cho khán giả. Và Kim Đồng xin phép được nhắc lại cách thức đặt câu hỏi. Quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp trong phần bình luận dưới bài viết này hoặc gọi điện thoại vào số hotline chương trình 0913 333 414. Và Kim Đồng xin phép được giải đáp câu hỏi khán giả của câu hỏi đầu tiên của khán giả ạ. Vị khán giả đầu tiên có tên là Ngân Phan và câu này xin phép dành cho bác sĩ Thái ạ. Căn bệnh này mình có thể đi tầm soát như là tầm soát đột quỵ được không ạ, thưa bác sĩ? Nhờ bác sĩ Thái có thể giải đáp giúp vị khán giả ạ. Rồi, cảm ơn câu hỏi của quý khán giả. Thì đối với căn bệnh này đó, thì khi mà bệnh nhân, đối với những trường hợp bệnh nhân có nguy cơ, ví dụ như lớn tuổi mà có một cái da chạm vùng đầu, thì tốt nhất mình cũng nên phải đi kiểm tra. Kiểm tra gì? Đặc biệt là những bệnh nhân mà có sử dụng cái thuốc về làm ảnh hưởng tới quá trình đông máu, như là thuốc kháng đông hay thuốc kháng cái tập tiểu cầu. Thì một cái da chạm vùng đầu có thể làm cho máu nó chảy gỉ gã. Và mình khi đó thì những ngày đầu mình có thể mình đi tầm soát, là mình xem coi nó có trường hợp chảy máu cấp tính hay không. Trường hợp chảy máu cấp tính thì cái tiên lượng nó đôi khi nó xấu hơn và ảnh hưởng tới tính mạng cao hơn. Và khi đã có, mình thấy được những cái máu tụ thì mình sẽ có cái hướng điều trị tốt nhất cho người bệnh. Còn đối với những cái trường hợp mà khi lần đầu mình đi chụp CT hay là MRI kiểm tra một trong một hai ngày đầu, đôi khi sẽ không thấy cái máu bầm trên cái phim MRI hay CT. Tuy nhiên cái những trường hợp đó mình không thể loại trừ một cái máu tụ với một cứng mạng tính ngay lúc đó. Và đối với những trường hợp mà lớn tuổi như vậy thì mình phải theo dõi, đối với những bệnh nhân có da chạm vùng đầu thì phải theo dõi ít nhất là phải 3 đến 4 tháng. Và đa phần thì cái biểu hiện mà của triệu chứng của bệnh lý máu tụ mà có gây ra triệu chứng thì thường đa phần là sau 2 đến 3 tuần. Và thời gian theo dõi thì tầm khoảng 3 đến 4 tháng. Sau đó thì có thể an tâm là mình sẽ cái nguy cơ của mình bị máu tụ với cứng mạng tính rất là thấp. Xin hết. Vâng, cảm ơn phần giải đáp vừa rồi của bác sĩ Thái ạ. Và Kim Đồng cũng vừa ghi nhận được một bình luận của vị khán giả có tên là Lê Trần Kim Ngân. Vị khán giả có bình luận như sau: Tôi thấy chương trình này rất hay và bổ ích. Cảm ơn hai bác sĩ và ekip thực hiện chương trình. Và Kim Đồng cũng xin được dành lời cảm ơn đến vị quý khán giả đã luôn quan tâm và ủng hộ chương trình để cho chúng tôi có thêm nguồn động lực có thể phát huy và lan tỏa những cái thông điệp này đến cộng đồng được tốt hơn. Và một câu hỏi tiếp theo của vị khán giả có tên là Phương Nam. Câu này xin phép dành cho bác sĩ Điểm. Chào bác sĩ, bà nội tôi năm nay 91 tuổi. Bà hầu như không có bệnh gì nhiều, tuy già nhưng còn minh mẫn, sinh hoạt trong nhà vẫn bình thường. Tuy nhiên khoảng 6 tháng trước, trong lúc nằm võng có bị té trúng đầu, u một cục bự, có lấy muối đắp cho bớt u, sau đó thấy bà vẫn bình thường. Gần đây thấy bà có hơi chậm chạp, ngủ nhiều. Vậy thì có phải là do bị máu tụ trong lần té đó không? Nhờ bác sĩ tư vấn giúp ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn Phương Nam. Thì đầu tiên là bà nội của bạn là đã 91 tuổi. Thì đây là một cái tuổi được xếp vào là người lớn tuổi. Cái nữa đó là bà nội của bạn gần đây thì chậm chạp và ngủ nhiều. Đồng thời bạn đưa ra cái dự kiện đó là 6 tháng trước bà đã bị một cái va chạm vào vùng đầu. Thì những dự kiện này đều hướng bác sĩ đến một cái chẩn đoán, đó là máu tụ dưới màng cứng mạng tính. Tuy nhiên đứng trước một bà cụ lớn tuổi mà vô mà chậm chạp mà ngủ nhiều, thì bác sĩ sẽ không chỉ có một cái chẩn đoán duy nhất mà sẽ đưa ra các chẩn đoán mà có khả năng xảy ra trên bà cụ. Thì thí dụ như là bà cụ có thể bị rối loạn điện giải hoặc là bị rối loạn đường huyết. Cho nên theo ý kiến của bác sĩ đó thì bạn nên đưa bà cụ đến một cơ sở y tế có khả năng mà chụp một cái phim CT não để tìm ra cái nguyên nhân cho bà.
và đặc biệt là phải có nơi đó có thể thực hiện được các xét nghiệm máu để tìm ra được đúng nguyên nhân gây cho bà bị chậm chạp ngủ nhiều, thì lúc đó sẽ có cái hướng điều trị tốt nhất cho bà. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn bác sĩ Điểm ạ. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả, ngay bây giờ thì quý vị có những thắc mắc hoặc là câu hỏi nào thì nhanh tay đặt câu hỏi trong bình luận của chúng tôi hoặc là nhắn tin vào fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, Phòng khám Đa khoa Quốc tế SIS Đà Nẵng hoặc là SIS Charity Foundation, Quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long, để Kim Đồng có thể nhanh chóng trực tiếp chuyển câu hỏi về cho bác sĩ chúng tôi tư vấn cho quý vị khán giả ạ. Và một câu hỏi tiếp theo của vị khán giả có tên là Minh đã gọi vào hotline của chương trình. Câu hỏi này xin phép dành cho bác sĩ Thái ạ. Chào bác sĩ, bệnh này thì di chứng để lại cho bệnh nhân là gì vậy ạ? Có gây yếu liệt không? Khi mổ xong thì người bệnh có bình phục hoàn toàn không ạ? Nhờ bác sĩ có thể tư vấn giúp ạ. Xin chào anh Minh. Câu hỏi của anh Minh cũng rất là hay. Thì đối với những trường hợp mà từ đầu chương trình tới giờ thì mình có rất kể ra một số trường hợp, và một cái trường hợp của ông cụ đã quý vị khán giả đã xem qua, thì đây là một tình trạng chấn thương sọ não muộn, tụ máu dưới buồng cứng muộn. Thì đối với những trường hợp mà khi mình tới sớm, triệu chứng biểu hiện ra cơ thể trên cơ thể của người bệnh ít, thì đa phần sau khi mình can thiệp phẫu thuật xong thì những triệu chứng đó sẽ hết dần ha. Trong vài ngày đầu sau phẫu thuật là có thể cải thiện dần. Đôi khi mà những trường hợp mà có thể để lại di chứng khi mà bệnh nhân đã tới bệnh viện rất là muộn, và tình trạng bệnh nhân vào với tình trạng hôn mê thật là sâu, thì lúc đó cho dù mình phẫu thuật cấp cứu liền thì ít nhiều cũng có thể để lại di chứng. Di chứng là gì? Chứng là do cái vấn đề cái khối máu tụ đó chèn ép lên cái nhu mô não, làm cho thiếu máu nuôi não vùng đó lâu, có thể làm tổn hại tế bào não ở đó, những cái vùng chức năng như là ngôn ngữ hay là vận động. Thì chính vì những cái tổn thương để lại đó, khi mà mình đến muộn, nó sẽ để lại di chứng trên người bệnh sau khi mình can thiệp phẫu thuật. Và có những trường hợp trễ quá có thể ảnh hưởng lên tính mạng. Nên quý bà con có những cái người lớn tuổi, ông bà, cha mẹ lớn tuổi ở trong nhà, khi mà có một cái chấn thương vùng đầu thì mình thật sự là hết sức lưu ý, nên theo dõi và kiểm tra thường xuyên, ít nhất là khoảng 3 đến 4 tháng sau khi có những cái chấn thương, để mình có thể an tâm là người nhà mình không có bị cái bệnh lý là tụ máu dưới buồng cứng mãn tính. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn những phần giải đáp vừa rồi của bác sĩ Thái ạ. Và một câu hỏi tiếp theo Kim Đồng vừa ghi nhận được từ vị khán giả đã gửi tin nhắn vào Phòng khám Đa khoa Quốc tế SIS Đà Nẵng. Và câu này xin phép nhờ bác sĩ Điểm có thể lắng nghe ạ. Câu hỏi của vị khán giả có tên là Nguyễn Văn Long. Câu hỏi có nội dung như sau: tôi năm nay 43 tuổi, từng bị nhồi máu não do bị rung nhĩ, đã đặt một stent, hiện đang uống thuốc kháng đông. Như vậy thì tôi có nguy cơ bị tụ máu não mãn tính không? Nhờ bác sĩ chỉ giúp cách để phòng ngừa. Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Nguyễn Văn Long. Thì vị khán giả này 43 tuổi, có bị cái rung nhĩ và đang sử dụng thuốc chống đông. Thì anh, đối với vị khán giả này thì anh sẽ có nguy cơ bị máu tụ dưới màng cứng mãn tính cao hơn so với người bình thường. Tuy nhiên, nếu mà anh khi mà đã uống thuốc chống đông thì mình giữ cái mức độ đông máu mình ở một cái mức độ ổn định. Thứ hai là anh giữ được cái huyết áp của mình ở mức độ ổn định. Thứ ba là mở máu giữ ở mức ổn định và cái đường huyết không tăng lên, không hạ xuống. Thì và đặc biệt là anh giữ cho mình cẩn thận, không bị té ngã, không bị va chạm vào vùng đầu. Thì nếu mà thực hiện được những điều trên thì cái khả năng mà bị máu tụ dưới màng cứng mãn tính của anh so với người cũng không có cao hơn so với người bình thường là nhiều. Xin trả lời đến anh ạ.
Vâng, cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Điểm ạ. Và một câu hỏi tiếp theo là của vị khán giả có tên là An, có gửi câu hỏi vào trong fanpage của chương trình. Câu này xin phép dành cho bác sĩ Thái ạ. Bác sĩ ơi, tại sao người lớn tuổi té thường nguy hiểm, nhất là té võng hoặc là té từ trên giường xuống ạ? Nhờ bác sĩ Thái có thể chia sẻ giúp anh An ạ. Cảm ơn câu hỏi của anh An. Theo câu hỏi của anh An là cái khi mà người lớn tuổi té thường lại nguy hiểm hơn người trẻ tuổi. Thì khi mà cái độ tuổi nó càng cao thì cái vấn đề cái di chuyển của mình, thứ hai là cái vấn đề phản xạ của cơ thể nó sẽ giảm đi. Thì khi một khi mà có va chạm, có té ngã thì cái phản xạ chính những cái phản, người trẻ thì có chính những phản xạ đỡ, chống đỡ hay là để né tránh thì nó sẽ giảm cái chấn thương hơn so với người lớn tuổi. Và đặc biệt thứ hai là cái vấn đề xương của người lớn tuổi có thể nó lõm xương và nó giòn hơn là người trẻ. Khi mà phản xạ kém, một cái chấn thương đôi khi cái va chạm vào vùng đầu là khó tránh khỏi. Và đặc biệt là đối với người lớn tuổi thì cái não mình thấy đã teo hơn so với người trẻ, thì cái khoảng mà dưới màng cứng, cái khoang dưới màng cứng nó rộng hơn và nó dễ hình thành cái máu tụ, mạch máu nó lại vẻ dở hơn, vẻ đứt hơn. Và đôi khi bệnh nhân lại có sử dụng thuốc để làm hạn chế cái cục máu đông. Trong những bệnh lý khác có thể nó là những cái phần góp thêm vào để gây ra những bệnh lý cho người bệnh. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn phần giải đáp vừa rồi của bác sĩ Thắng. Và một câu hỏi tiếp theo là của vị khán giả có tên là Ngọc Như. Câu này xin mời bác sĩ Điểm lắng nghe. Và câu hỏi này cũng chính là câu hỏi mà rất là nhiều quý vị khán giả cũng đang thắc mắc ạ. Nhờ bác sĩ Điểm có thể tư vấn giúp ạ. Câu hỏi có nội dung như sau. Thưa bác sĩ, việc tụ máu thường xảy ra khi có va đập vùng đầu. Để phòng ngừa chắc là đừng để vùng đầu bị đập hay chấn thương đúng không ạ? Tuy vậy thì đôi khi có một vài sự cố hy hữu, thì nếu chúng ta thấy người rơi vào trường hợp đó thì mình nên làm gì? Và bệnh viện SIS ở Cần Thơ thì có điều trị được hay không ạ? Nhờ bác sĩ Điểm có thể tư vấn giúp ạ. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của vị khán giả là Ngọc Như. Thì đầu tiên là khẳng định là nếu mà có xảy ra trường hợp như bạn nói thì tại bệnh viện SIS Cần Thơ ra hoàn toàn có khả năng điều trị được. Tiếp theo là về bạn hỏi là phải làm gì khi mà gặp một trường hợp bị va chạm vào vùng đầu. Thì đối với cái cú va chạm này thì đầu tiên là mình phải coi cái va chạm này nó mạnh hay là nó nhẹ. Nếu mà chỉ là va chạm nhẹ thôi, bệnh nhân người bị va chạm thì chỉ đau đầu nhẹ nhẹ mà không có triệu chứng gì khác, vẫn sinh hoạt bình thường, thì chúng ta thường là chỉ theo dõi tại nhà. Như vừa nãy thì bác sĩ Thái có nói thì thời gian sẽ theo dõi là ít nhất là sẽ là 3 đến 4 tháng. Nếu mà sau đó bệnh nhân khỏe mạnh bình thường thì cũng không có, mình cũng sẽ không có làm gì thêm. Với trường hợp thứ hai đó là nếu mà va chạm này nó mạnh mà bệnh nhân có cái triệu chứng là đau đầu nhiều, người va chạm bị đau đầu nhiều, bị có thể bị ngất hoặc là bị buồn nôn, nôn mà ói, mà cái kiểu mà ói vọt ra, hoặc là cái người bị va chạm này có bị yếu tay, yếu chân, có bị nói đớ hoặc là bị co giật, bị lơ mơ, hôn mê, thì đối với những trường hợp này thì bắt buộc phải đến cơ sở y tế để được thăm khám và để được có một cái chẩn đoán hình ảnh là chụp phim CT sọ não hoặc là MRI sọ não để xem trong cái sau cú va chạm đó thì có bị cái lượng máu tụ nhiều hay không. Và tiếp theo thì tùy thuộc vào cái lượng máu tụ đó nhiều hay ít mà bác sĩ sẽ đưa ra cái hướng điều trị tiếp theo để điều trị tốt nhất cho một người mà bị va chạm mạnh vào vùng đầu. Dạ vâng, xin hết ạ. Vâng, cảm ơn phần giải đáp vừa rồi của bác sĩ Điểm ạ. Và một vị khán giả nữa đã đặt câu hỏi vào trong Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Vị khán giả có tên là Ngọc Như và câu hỏi này có nội dung như sau.
phòng ngừa tụ máu dưới màng cứng như thế nào ạ? Nhờ bác sĩ Thái có thể tư vấn giúp chị ạ. Cảm ơn chị Ngọc Như đã đặt câu hỏi. Hồi nãy giờ chắc là quý khán giả cũng quan tâm đến cái bệnh máu tụ dưới màng cứng mãn tính. Nên chị Như đã có câu hỏi rất là chính đáng, hay nha. Thì mình dựa vào cái nguyên nhân của bệnh lý đó, từ đó mình sẽ đưa ra cái vấn đề phòng ngừa. Thì nguyên nhân đầu tiên và chiếm đa số là những cái chấn thương vùng đầu. Thì cái đó, vấn đề phòng ngừa đầu tiên của mình là phòng ngừa té ngã đối với những người lớn tuổi. Mình phải ví dụ như cái trong nhà có người lớn tuổi thì mình sẽ hạn chế để những đồ vật có thể gây cho người bệnh ở người lớn tuổi dễ dấp ngã. Thứ hai là cái sàn nước, có thể nhà tắm nào đó thì mình có thể mình sử dụng những cái gạch mà không quá trơn. Và đối với người lớn tuổi thì mình có thể những cái trong phòng vệ sinh đó mình lắp thêm những cái tay vịn để hạn chế những vấn đề té ngã. Đó là cái vấn đề phòng ngừa té ngã. Thì cũng tùy một số nguyên nhân khác về cái vấn đề rối loạn đông máu, thì đối với những trường hợp mà phải bắt buộc phải sử dụng những cái thuốc để điều trị những bệnh lý khác kèm theo đó với người lớn tuổi, thì để những cái thuốc kháng đông, thuốc ức chế tập tiểu cầu nó làm cho loãng máu, thì mình phải người bệnh thì phải tái khám thường xuyên và thường xuyên kiểm tra những cái quá trình đông máu của mình, xem coi cái mình uống thuốc đó có cái độ loãng máu của mình có vượt quá cái ngưỡng hay không. Khi mà vượt quá ngưỡng cho phép thì nó có thể nguy cơ chảy máu tự phát, kể cả không có một cái va chạm vùng đầu. Thì hai cái nguyên nhân đó là nguyên nhân chính chủ yếu của cái bệnh lý này, thì mình sẽ phòng ngừa chủ yếu vào hai cái vấn đề đó. Xin hết. Vâng, cảm ơn phần thông tin vừa rồi rất là hữu ích của bác sĩ Thái ạ. Chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị khán giả, chương trình của chúng tôi hiện đang còn nhận được rất là nhiều câu hỏi của quý vị gửi về cho chương trình. Tuy nhiên thì thời lượng chương trình cũng có hạn, cho nên là Kim Đồng xin phép được tạm ngừng phần tư vấn câu hỏi dành cho khán giả tại đây. Và tiếp theo là phần câu hỏi dành cho khán giả may mắn. Và trước khi đưa ra câu hỏi của tuần này thì Kim Đồng xin phép được công bố kết quả câu hỏi của tuần trước ạ. Câu hỏi của tuần trước là: bệnh thoái hóa đốt sống cổ thường chẩn đoán nhầm với bệnh lý nào nhất? 1. U tủy, 2. Đột quỵ, 3. Viêm cơ. Và đáp án đúng là đáp án số 2. Hai vị khán giả may mắn của tuần rồi là: vị khán giả đầu tiên là chị Nguyễn Thị Trúc, địa chỉ ở xã Tân Hòa, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, với Facebook là Trúc Sinh. Và vị khán giả thứ hai là anh Võ Hồ Nam, địa chỉ ở xã Thạnh Phước, huyện Dòng Riềng, tỉnh Kiên Giang, với nick Facebook là Hồ Nam. Và ekip của chúng tôi đã gửi hai phần quà về cho anh chị. Chắc có lẽ là mình đã nhận được rồi đúng không ạ? Xin chúc mừng ạ. Và câu hỏi khán giả may mắn của tuần này là: các biểu hiện nào sau đây có thể gặp ở bệnh nhân tụ máu dưới màng cứng mãn tính? 1. Khó nói. 2. Giảm thức tỉnh, ngủ nhiều. 3. Yếu dần, 1/2 người. Đi đứng khó khăn. 4. Tất cả các biểu hiện trên là đúng. Kim Đồng xin phép được lặp lại câu hỏi ạ. Các biểu hiện nào sau đây có thể gặp ở bệnh nhân tụ máu dưới màng cứng mãn tính? 1. Khó nói. 2. Giảm thức tỉnh, ngủ nhiều. 3. Yếu dần 1/2 người. Đi đứng khó khăn. 4. Tất cả các biểu hiện trên là đúng. Và Kim Đồng cũng tin rằng là nếu quý vị khán giả có theo dõi xuyên suốt từ đầu chương trình thì chắc có lẽ đã chọn ra được đáp án đúng cho mình rồi đúng không ạ? Và kính thưa quý vị, một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị bác sĩ đã dành thời gian rất là quý báu của mình đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Và cũng đặc biệt là cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi chương trình của chúng tôi. Và chương trình SAS vì sức khỏe cộng đồng kỳ thứ 45 xin phép được kết thúc tại đây. Và mời quý vị khán giả theo dõi chúng tôi trong chương trình tuần sau vào lúc 20 giờ thứ ba tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý khán giả.
những thông tin hữu ích để phòng ngừa đột quỵ, bệnh tim mạch, ung thư, bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh cơ xương khớp, bệnh viêm gan, bệnh về hô hấp, hen suyễn, bệnh dạ dày, đường ruột. Những thắc mắc lo lắng về sức khỏe cần được tư vấn. Mời quý vị đón xem chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng được live stream từ 20 giờ đến 20 giờ 45 thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 năm 2023 trên kênh fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Quý khán giả có thể đặt câu hỏi với chuyên gia y tế trên trang fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, hoặc gọi điện thoại về số 0913 333 414 để được tư vấn trực tiếp. Đặc biệt, sẽ có hai phần quà hấp dẫn dành cho khán giả có câu hỏi hay ở mỗi chương trình. SIS Việt Nam, cuốn tin cho bệnh nhân đột quỵ. SIS Việt Nam, vì một cộng đồng khỏe mạnh.